Chào quý vị và các bạn. Video này quý vị và các bạn đến với nhà vườn của anh Trường. Thì trước mắt quý vị và các bạn là cây hoa đỗ quyên. Đỗ quyên này là đỗ quyên Nhật à Trường ơi? Dạ vâng, đây là đỗ quyên Nhật ạ. À, em vẫn còn tem tem này. Tem đấy ạ. À. Rồi ok em. Hoa đỗ quyên Nhật Bản nhá. Coi như là hàng này nó là hàng nhập khẩu. Đây quý vị và các bạn có thể lướt qua một vòng. Rồi em Trường quay một vòng cho quý vị và các bạn ngắm cái cây đỗ quyên này đi. Đấy. Từ từ thôi, quay tít mù. Quay nhẹ nhàng thôi, kiểu nhẹ nhàng như đẩy xe hàng đấy. Cho anh em xem. Đỗ quyên nha quý vị nhá, đỗ quyên Nhật Bản. Rồi quý vị và các bạn ngắm tổng thể cái bóng. Sau đó tí nữa tôi sẽ quay chi tiết cây cho quý vị và các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ Trường đo thông số cho quý vị sẽ biết cái kích thước của cây đỗ quyên này nào. Quý vị nhìn cái vị trí của em Trường đo nhá. Đây tôi quay gần cho quý vị và các bạn xem luôn này. Quay ở vị trí em đo đây là 63. 63 tháng 4 đấy. Ừ. Em đo cái cổ này luôn nhé. Cổ trên này. Cổ trên là 51 ạ. Rồi. Chiều cao, cao của cây là 66 ạ. Cây cao 66. Vâng. Kích thước tán là 1 mét ạ. Rồi tán 1 mét. Cây đỗ quyên rất đẹp quý vị ạ. Đây. Quý vị nhìn tổng thể cây này. Đây nhá. Bệ này. Đấy. Cây này phải nói là già. Khá là già. Đó. Cây này cũng hai màu hoa ở Trường ơi. Một màu trắng, một màu đỏ à? Dạ vâng, cây của ba màu ấy chứ. Của nó cả, nếu mà tính ra đúng là ba màu đấy. Cả màu hường nữa này. Màu này là nó đan xen giữa màu trắng màu đỏ. Ừ. Một cái là trắng tinh. Trắng tinh. Một cái là màu đỏ. Màu đỏ. Đấy. Màu hồng đấy. Đấy. Còn một là bông nữa là màu trắng pha hồng. Ừ. Đấy nhá, cây đang ra hoa này quý vị này. Cây này ở miền Bắc ở Việt Nam mình được mấy năm rồi ạ? Cái này là thuần khí hậu Việt Nam được trên 3 năm rồi anh ạ. Trên 3 năm. Vâng. Cây hoa đỗ quyên. Cây này một thời điểm nở nữa là vào Tết hay gì ấy nhỉ? Cây này thì em thấy nó cứ em chơi mấy cây thì thấy hết nó nở ra lụ, nó cũng thường xuyên. À rồi ok, cảm ơn Trường rất là nhiều. Cây này nhà vườn mình giao lưu với cả anh em bao nhiêu tiền cây này ở Trường? Cây này nhà vườn em giao lưu với giá 110 triệu. 101 quý vị ạ. Đấy, quý vị và các bạn ưng thì liên hệ em Trường, số điện thoại tôi để ngay ở bên dưới đấy. Tuyệt vời. Cái này là đang quyên mà một cái cây gốc bệ khủng như này thì chắc là em thấy cũng ít. Hiện tại là đang hiện tại đang trồng trên cái chậu bằng gỗ này. Quý vị nếu mà không thích thì về có thể mua cái chậu Đồng Nai để thay vào cũng được. Nó chậu zin sẽ của Nhật đấy anh nhé. Ừ, nó sẽ bền vững hơn. Người Nhật thì người ta hay làm theo kiểu như này. Bệ trải 24 giờ, bệ rất là đẹp. Cảm ơn em. Cây thì mịn lắm rồi. Quay khá kỹ cho quý vị xem rồi. Tiếp theo, Trường sẽ gửi tới cho quý vị một tác phẩm nữa. Lại anh ấy không? Hôm nay ông đang nghịch ngợm cây này. Đang mua ông Trường Trôi này hỏi hỏi luôn đứng kìa, anh đang quay vào mặt mình chứ. Nghiêng sang để chị thơm. Thật kìa. Yeah.